buổi trưa trên bãi biển. Bãi biển nước trong xanh. Khách Tây dạo và tắm biển nhiều hơn khách Tây. Trên bãi biển Nha Trang vào buổi trưa hầu như là khách Tây. Càng vào trưa biển nước càng trong xanh. Xe các bạn bởi về nước trong xanh, sóng trắng xóa, bãi cát vàng, nước trong xanh, sóng trắng xóa. Trưa trên biển Nha Trang chủ yếu là khách du lịch, khách Tây tắm biển nhiều hơn khách ta, đầu đầu cũng thấy khách Tây. Khách Tây tắm biển nhiều hơn khách ta. Càng vào trưa nước biển càng trong xanh. Nên càng vào trưa nước biển trong màu xanh và trưa nắng, cho nên là chủ yếu là người Việt mà ít tắm, chủ yếu là khách Tây. Khách Tây tắm bộ kem chống nắng tắm, nên rất trưa khách Tây tắm rất là đông luôn. Khách Tây tắm không đi dạo, dạo bờ biển xong vào nằm phơi nắng, phơi nắng. Còn chỉ có khách Tây vào mùa hè trưa nắng nóng thì có khách Tây tắm biển. Khách Tây nhiều hơn khách ta, đầu đầu cũng thấy khách Tây. Tây dạo tắm biển thư giãn rất đông luôn. Mùa hè nhiệt độ cao, các bạn cái tay kem chống nắng nên tắm biển rất là đông, tắm lên nằm phơi nắng. Dạo trên bãi biển Nha Trang đâu đâu cũng thấy khách Tây đi dạo tắm cảnh và tắm biển. Mùa hè này khách Tây tắm nhiều hơn khách ta. Các bạn người Tây dạo tắm biển, biển xong rồi giờ lên coi như là nằm thư giãn, nằm thư giãn, phơi nắng thư giãn. Chỉ có những khách Tây người ta tắm biển phơi nắng vậy. Một cách Việt mình coi như là nắng coi như là không có tắm đâu, chủ yếu là tắm dốc sáng và chiều mát. Các bạn mấy người Tây tắm rù rù trên bờ biển. Càng vào trưa nước biển càng trong xanh. Chỉ có các bạn Tây tắm nhiều hơn các bạn người Việt. Trời nắng tắm vào trên bãi biển và tắm chỉ có những người Tây. Trên bãi biển Nha Trang càng vừa trưa nước biển càng trong xanh. Các khách Tây tắm biển đông hơn khách ta. Tây tắm nụ đùa trên bãi biển, ngâm mình trong làn nước biển trong xanh, tắm sơn dạo trên bãi biển thư giãn, dạo trên bãi biển thư giãn, nằm phơi nắng. Trưa chủ yếu là khách Tây rất đông luôn. Càng vào trưa nước biển càng trong xanh. Giờ này khách Tây nhiều hơn khách Việt.
khách Tây nhiều hơn khách ta. Các bạn xem video hãy bấm like, bấm chia sẻ, bấm đăng ký kênh, ủng hộ kênh Hiền. Cảm ơn cả nhà. Mời cả nhà dạo trên bãi biển Nha Trang vào trưa mùa hè, khách Tây nhiều hơn khách ta. Đi dạo tắm biển rất đông, chủ yếu là khách Tây. Nằm phơi nắng giải nhiệt mùa hè. Trưa trên bờ biển Nha Trang còn rất là đông, chủ yếu là khách Tây nhiều hơn khách ta. Tắm biển dạo thư giãn, chủ yếu là khách Tây nhiều hơn khách ta. Trên bờ biển Nha Trang giờ trưa rồi nhưng mà lượng khách rất đông, chủ yếu là khách Tây nhiều hơn khách ta, rất đông luôn. Đang dạo tắm biển, tắm lên dạo tên nằm phơi nắng, chủ yếu là những bạn khách miền Tây nằm phơi nắng trên bờ biển Nha Trang trưa rồi, lượng khách vẫn còn rất đông, chủ yếu là khách Tây. Nước biển trong xanh, càng vừa trưa nước biển trong xanh, chủ yếu là khách Tây tắm rất đông. Biển trong xanh trong xó trên bãi biển. Đi đâu?